Chào mừng em trở lại kênh YouTube của nhà hàng Kiên Giang, chuyên về dòng sale Chanel. Nên nhà hàng Kiên Giang có lên clip làm chiếc xe cho anh T đến từ đâu ta? Anh T đến Tim đâu? tim À, tim anh Tim mấy phải T hả? rồi Đến từ đâu anh Tim? đến từ Châu Phú Châu Phú, An Giang. Châu Phú An Giang. Chứ hôm nay nhà Kiên Giang làm cho chiếc Quay này nè, của anh trai đến từ đâu vậy? Anh coi vậy mà bán số rồi. 67 nữa hả? Rồi bữa nay lắng ganh qua An Giang nữa rồi. An Giang chỗ nào vậy? Long Xuyên ha. AA là Long Xuyên anh em. À Long Xuyên. AA là Long Xuyên. Long Xuyên bây giờ đổi lên Ừ, AA. định danh này thấy sao Dạ. không biết đâu luôn á. Thì cũng có nhiều anh em á coi kênh em á thì cũng không biết em làm cái xe này làm cái gì. Và lấy cái gối gì và cái máy gì thì cũng cho anh em mới thôi, những anh em cũ lâu năm á thì biết rồi. Những dòng xe này em chỉ là nâng cấp lên máy nghe anh em, chứ không phải là máy. Tại những dòng xe này là những dòng xe lắp ngắn nâng cấp lên lắp dài. Thường thường em nâng cấp một là 3 món, hai là 5 món. Đó. Thì 3 món là 5 món như thế nào? Với hôm nay em bảo dưỡng cái máy neo mình đó. Làm sao qua cho anh em mình coi tham khảo luôn. Ở nhiều khi anh em mới vô clip em mới coi thì cũng không có biết gành. Thì như dòng xe này thì cái chiếc xe này chút xíu nó mở ra cũng nâng cấp lên máy nè. Thì chút xíu nó coi chủ xe nâng cấp lên mấy món thì em sẽ thông báo cho anh em mình coi sao. Thì những hệ phô mặt phô led đến với em là anh em cứ hỏi là 3 món nhiêu tiền, 5 món nhiêu tiền thôi. Đó đơn giản vậy thôi, anh em khỏi suy nghĩ nhiều. Và khi mà em vô cái máy cho anh em mình nó và vô những cái món gì thì anh em phải có mặt lại đây mình coi đồ. Còn nếu anh em không có mặt lại đây á thì em sẽ quay qua cái màn ảnh nhỏ chi tiết thay món đồ gì đó thì cho anh em mình coi chi tiết. Còn giá cả này kia em nó công khai nhiều lần dữ lắm rồi, thì anh em là muốn biết giá cả này kia để em sẽ tư vấn cho anh em mình. Thì những dòng xe này thì nó limit giá cả rồi, nó vậy đó. Còn cái chiếc xe của anh T hôm nay là cái chiếc Anh Tim, xe anh Tim kêu bằng T hoài quên. Chiếc xe của anh Tim á thì là cái chiếc xe này là chiếc xe riêng nha, em chỉ bảo dưỡng là thôi. Thì nhiều anh em hỏi bảo dưỡng thay cái gì, làm cái gì. Thì đây trong clip này chiếc xe của anh Tim em sẽ quay cho anh em mình coi luôn. Vấn đề nãy giờ anh Tim đợi sớm lắm, anh Tim đợi 6 giờ sáng có mặt rồi, anh Tim bắt tài nhất đó. Chút xíu nó cho anh Tim về tài chốt luôn. Được không? Bắt tài nhất về tài chốt luôn. Cái này chắc chắc luôn. chắc kiện chắc tới tới tòa luôn quá. Bởi vậy. Bắt nhất phải về nhất ở đâu mà về chốt được. Bởi vậy. Không không mà đi chỗ khác mới về chốt thôi. Chiếc xe của anh Tim là cái máy là zin, anh Tim kêu em á thôi có cần làm máy thì làm luôn rồi thôi, em nói cái gì đâu mà làm máy, cái này bảo dưỡng thôi. Thì trong cái làm bảo dưỡng như thế nào cho những anh em hệ mới nào mà hệ ghiền mà mới vô kênh coi kênh của em nè, thì lúc trước giờ cái vụ bảo dưỡng này em quay cũng nhiều clip lắm rồi, những anh em nào rảnh rảnh thì mình coi những clip cũ lại, còn không có rảnh thì coi những clip mới của em mới nhất. Thì clip này hôm nay là mới nhất nè, không gầy mưa gió bão bụng em đâu cho anh em lợi đâu, thì bữa nay bớt mưa rồi, bớt thôi chứ chưa có hết mưa đâu, cũng vừa mới tạnh mưa luôn đó. Sẵn em quay luôn, em tưởng đâu bữa nay là quay không được rồi đó, nhờ hên mưa tạnh này quay được. Bảo dưỡng cái máy zin thì gồm làm cái gì? Thì bảo dưỡng nguyên cái máy là toàn bộ em chỉa hết, là những cái máy này là dạng nó nằm trong cái máy dơ chỉa hết, còn những nằm trong cái máy mà những cái tấm máy sạch đó cốt nhông tải còn ngon đẹp đó thì em không có chỉa hết, em chỉ bảo dưỡng dàn hơi và dàn ngồi thôi. Thì cái quy trình bảo dưỡng của tại tiệm em là như thế này, cái máy dơ chỉa hết, tại cái cốt nhông tải nó mòn như thế này thì buộc em phải chỉa cái máy nè, đó nó mòn muốn 50-50 rồi thì em chỉa cái máy ra. Cái quy trình tại tiệm em thì chỉa máy hết trơn ra, thì trước khi chỉa máy ra phải vệ sinh rồi đó nè, vệ sinh giữa. rồi đó, vệ sinh là cái xe này của anh T thì thay thêm cái lốc giữa luôn đó, tại góc giữa ông góc nhất á là đã thay rồi mình không nói đi. Thì em để tính cái phần mà bảo dưỡng như thế nào cái máy này thôi đó. Thì cái quy trình bảo dưỡng đầu tiên trong cái gen, thì những cái gen gen đầu tiên á tụi em bảo dưỡng là tụi em không có ép mà cũng không có thay luôn nha đó, nhưng mà thay cái bạc đạn bên đây rồi tụi em lấy ra căng chê lại đó, là cái gói này là nằm trong cái gói bảo dưỡng. Thì những cái máy neo này nè sẽ nói thêm cho anh em mà những người mới nè chưa biết nè, em làm ba cái cấp độ làm. Thứ nhất bảo dưỡng lại những cái máy zin, cái thứ hai những cái máy zin mà chạy hết siêu quách đó làm máy lại, là làm em có hai gói làm, một là cái gói làm gì zin và cái gói làm đồ cũ nè, đồ zin làm giữ lại cho anh em mình dễ lựa chọn cho nó vừa cái túi tiền. Những anh em nào có điều kiện làm cái máy về zin là mua hết toàn bộ đồ zin lắp lại hết, còn những cái máy nào á anh em điều kiện ngắn ngắn á em đồ zin giữ lại nè, đó thay tay lòng sấy lợ bố mình thay chuông mình giữ nồi lợ cốt bộ số thay cốt nhông tải, là cái đó là phương án đồ zin làm lại. Thì trong cái máy neo này chỉ có ba phương án thôi, còn cái phu mập đó là đến với em là chỉ hai phương án à, phu mập phu led là 5 món và 3 món thôi. Còn máy neo đến với em nó nhiều phương án lắm, có những cục máy đến với em cài bừa một hai cũ cũng có luôn nghe, phải không có đâu, là những mấy cái gói đó nói em nghe, em làm cái máy thấp nhất là cũng khoảng là 5 triệu. Thì những anh em mà dưới tài chính 5 triệu đó thì đến đây á, em hỗ trợ tiếp cho anh em mình thôi chứ không phải gì nó, thành ra cái gói đó là nó mới có cái dịch vụ đó, thì dịch vụ đó tụi em hỗ trợ tiếp cho anh em mình tài chính khó khăn.
còn ít nhất là làm cái máy là phải bảo dưỡng nè. Nói cái gói người ta đã bảo dưỡng, người ta đã tốn 5 triệu rồi, như cái xe này của anh Tim nè, là em làm cái gói bảo dưỡng đã tốn 5 triệu rồi, là chưa tính thay lốc, thay gen, thay nồi, thay số, thì thay là cứ tính thêm thôi. Thì thấp nhất là bảo dưỡng cái em là gì đó. Thì bảo dưỡng cái máy này cho anh Tim, thì sẵn đây quay clip cho anh em mình coi tham khảo luôn, là bảo dưỡng lại bảo dưỡng cây gen như thế này đó. Bảo dưỡng kế tiếp là bảo dưỡng cái dàn hơi, bộ hơi em sẽ tính chung. Bộ hơi là cái này, này gọi là bộ hơi nè, cái này với cái này đó, cái đầu bò với cái lồng này gọi là bộ hơi nè đó. Thì cái lồng ếch tăng đa thường thường là em ít có sấy lắm, trường hợp mà ếch tăng đa mà có mà chạy nhiều sọt xước em mới sấy thôi. Em cũng vẫn giữ nguyên ếch tăng đa, em vẫn xài bạc bê tông cho anh Tim mình là ếch tăng đa đây. Đây cho khán giả coi và cho anh Tim mình biết luôn nha. Đó, đây là dành cho những người mới nè. Đó, mình vẫn là ếch tăng đa chứ không có lên cốt. Cái máy mà đem đi lên cốt chạy thì dạng anh em cày bừa thì mình không nói đi, thì mình vẫn lên cốt được cho nên chứ phải không được. Nhưng mà cái đồ lên cốt không có chuẩn bằng cái đồ ếch tăng đa. Anh em biết rồi, tại sao người ta mua xe kiếm mua chiếc xe gin, sao mua chiếc xe gớt đi cho nó rẻ tiền. Tại người ta biết chiếc xe gớt chạy cỡ nào cỡ chứ không bằng chiếc xe đồ gin của người ta. Là từ đó cái xe gin người ta có giá trị là từ cái chỗ đó. Chiếc xe của anh đang gin này tự nhiên mình đem đi cho gớt chi lên cốt chi nó ổn. Em kiểm tra coi được là bảo dưỡng cho anh, nó không cần phải lên cốt, mình vẫn còn ít tăng đa luôn, vẫn còn gin luôn. Thì cái gói bảo dưỡng thì nó nằm trong thay được bạc cái tông thái cho anh luôn đó. Là dàn hơi vậy, sức bóp này kia thì em kiểm tra cũng phải vệ sinh sạch sẽ nè, mấy để chưa gấp nè, sức bóp nó lấy ngoài hết trơn rồi nè đó, vệ sinh sạch sẽ từng chi tiết gì nè đó. Rồi xong mà mới cạo khối này kia xong mới gắp vô lại thay phút lò xo gì bên trong nữa, nó cắt kiểu bên trong. Thì cái dàn hơi nó làm gì đó, đó là nó nằm trong cái gói bảo dưỡng của anh em mình. Còn cái vấn đề mà làm máy lại thì nó có hai phương án làm, nãy giờ em nói hoài à. Giờ quay cái gói bảo dưỡng cho anh em mình coi, thì trong bảo dưỡng cái cục máy là em làm như vậy đó, mà chưa hết đâu. Nó phải làm dàn hơi rồi rửa gáy dên là xong đâu, nó còn như dàn bố nè. Dàn bố thông thường những cái máy gin bảo dưỡng lần đầu á là những cái bố, những cái chuông gin này nè, em giữ hết em không có thay. Chạy dần nào mà nói chung anh em hết xí quách nó mới thay thôi nha, em giữ lại luôn. Đó. Nhưng mà em phải thay cho anh em bố lá nha, bố lá này nằm trong đây nè, này gọi là bố lá nè. Đó, mình đợi tháo ra rồi nè, thay rồi nè. Đó. Thay bố lá, thay lò xo trong đây nè. Đó. Thì cái dàn nồi là em làm như vậy đó, là nằm trong cái bảo dưỡng đó. Còn anh em nào mà có điều kiện thì mình thay luôn cái nồi, thì cái đó là mình cộng tiền thêm vô. Đó, dụ thay luôn cái nồi thái thì cộng tiền thêm bộ nồi vô thôi, chứ không có gì. Còn bộ số thì em bảo dưỡng lại thì thay cốt nhôm tải này, để đang tháo thay cốt nhôm tải nè. Đó. Thì trong cái gói bảo dưỡng của anh em mình á là nó có luôn cả bạc đạn máy nha. Đạn máy thì đóng vô rồi nè. Nè, nó có luôn bạc đạn máy nha. Đạn máy thì trong bạc đạn thì nó có 10 cái, nhưng mà em thay 9 cái nha. Thay 9 cái bạc đạn máy. Giữ là một cái là nằm bên đây. Đây cái bạc đạn này nó phiền phức lắm nha anh em. Là phiền phức làm sao? Tại nó có luôn cả cái nhông bên đây nè. Anh em mà cảo vô cả ga hang mà cái nhông này mà đóng vô không ngay cái đi là không có được nha anh em. Nó khó lắm nha, thành ra em giữ dưới cái bạc đạn bên đây là bạc đạn nó chỉ vịn như thôi, nó không có chịu lực. Chỉ vịn bên đây thôi, nó chịu lực là nó chạy lại chạy cái bạc đạn bên đây nè. Đó. Thì cái gói này là cái bảo dưỡng là em làm cho anh em mình như vậy đó. Anh em nào mà có muốn yêu cầu thay luôn cái dên thì em thay luôn, chứ không có gì. Nhưng mà em kiểm tra cho anh em mình xài được, anh em cứ yên tâm đó. Tại em làm em có trách nhiệm với anh em một năm luôn mà. Giờ em coi không được thì dám bảo hành anh em một năm không, bảo hành đem vô đăng thền hay gì đó. Giống như em coi cái dân anh Tê thấy lắc lắc, anh Tê nói anh Tìm thấy nói sợ. Ừ ơi sợ gì sợ, thấy không đó. Cái dân trong hãng trong bọc xé ra anh G nó cũng phải có lắc 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 gì đó. Cái đó là cái tuyệt chiêu của bên nhà sản xuất của người ta, mà anh kêu mà anh đi cải cách lại, anh cải kỹ sư là còn cái gì nữa mà tuyệt chiêu của kỹ sư người ta đưa ra. Hết sợ chưa? Bởi vậy yên tâm chưa? Có cần kêu thay giờ nào? Bởi vậy đứa một đứa chiên sâu này nó đỡ hơn, còn đứa chiên tàu lao rồi thấy giờ tàu lao là mình tức nữa. Thì mình tức nữa phải không? Ừ. Đó. Ví dụ cái dân viên của người ta vậy nè, đi đục ra mà thay cái tay Malaysia vô đây đi, bật tay gì đó, tay lô với đó còn ngon lành gì, để cái này người ta chạy 100.000 cái số nữa có gì đâu. Nó thành ra cái bảo dưỡng của anh em mình cứ yên tâm, tại cái máy này chạy cái máy là trẻ lần đầu tiên, chưa có thợ thầy ai dục nhã vào trong cái máy này. Thành ra đồ đạc của người ta kiểm định nó chất lượng là từ cái điều đó mới giữ cho anh. Chứ cái máy này gặp thợ mà mở ra đây hen ép dên tay lô này kia, nãy giờ cái dân này em dục bỏ rồi chứ không có còn không có đứng ở đây mà ngồi nói lải nhải cái này đâu. Đó, dục bỏ là đưa cái dân mới cho anh rồi, thấy chưa?
tay KFL nợ tay ghi mình là kép ừ. L N 92 N 9 9 9 2 32 32 rồi 32 32 92 rồi 767 gì nó đóng nhiều số lắm ừ. Nhiều đời nhiều năm sản xuất khác nhau đó, thành ra là yên tâm gì cái dên rồi phải không, yên tâm cái dên nữa đó. Trời ơi thợ tao thợ chiên mà anh em đâu phải cái thợ tầm lao đâu mà mỗi cái mỗi thai trời gì đó, thành ra cái gói bảo dưỡng của anh em mình là nó được gì đó. Thì trong bảo dưỡng thì nó có kể cả tiền công rồi tiền ba cái lặt vặt trong cái mâm nè, nãy nhờ anh tiêm xé sạch xanh xanh cho rồi đó, còn gì nữa đâu quay đó. Rồi còn ba cái còn ba cái gòn này phải không, ba gòn nữa, gòn này để chút nữa cho để thống ấy đi. Thì lỡ đây em khuyến mãi cho xúc cái bình xăng con cho nó sạch nè đó, mà dì ga dì này kia có cứng cứng thì em vô nhớt cho được không, được ừ. Nè vệ sinh sạch sẽ nè, trắng bóc rồi nè, nó như gái 18 rồi nè đó. Thì nó nằm trong cái gói bảo dưỡng gì đó. Để nhắc lại coi cái phần nếu mà cái máy của anh Tim mà lỡ mà dính đồ lô hả, là đi làm máy rồi đó, những trường hợp mà máy mà đi làm rồi mà chạy không được đến với em muốn làm lại thì phương án làm sao, cái gói mà làm máy lỡ đó nghe anh em thì nó mắc tiền hơn có bảo dưỡng nghe. Em làm tới ba cấp độ lần, một bảo dưỡng, hai là máy lỡ, ba là thay đồ gì zin luôn. Thì nếu mà làm máy lỡ thì thông thường làm gì nè, tay dên em thay tay dên nè. Có những xe ở đây đó đâu phải là thay được cái tay đâu anh, người ta lên code rồi là em phải bỏ luôn cái cặp búa nè, em phải lượm cặp búa khác cho anh em nữa đó. Thì làm máy là làm gì đó, thay bỏ cái này, ví dụ cái tay này lô đi mình thay bỏ, gọi là làm đồ zin làm lại. Còn anh em có điều kiện đó dục nguyên cái chùm này dục bỏ là xong, đó là gọi là đồ làm lại đó. Còn cái lòng này sao làm lại thì em xấy cho anh em mình lên code 1, code 2, code 3, code 4, xấy giờ nào hết xíu quách dục bỏ chứ không có đóng lòng, em đây không có xài đóng lòng, thấy nó hết xíu quách dục bỏ cho anh em tận dụng được 3-4 lần làm máy đó. Đó là phương án làm máy lại đó. Còn cái nồi thì ở đây thì em làm máy thì em thay luôn cho anh em mình cái chuông giữ cái gùi găng này nè. Còn cái vấn đề mà anh em chạy hú hót hay không là do đồ của anh em cái này nè nghe. Đó, trường hợp nào anh em nào muốn thay luôn cái cùi găng này là mình phải tốn tiền thêm nữa, bỏ mua nguyên cái bộ nồi luôn. Đó là trong cái phương án mình đồ zin làm lại đó, phương án thì nó rẻ tiền. Còn anh em thay nguyên bộ nồi luôn thì nó mắc tiền thôi. Thành ra trong cái máy mình có hai phương án làm. Rồi còn cái gì làm nữa không ta, ở đầu bò sức bắp thì mình cũng làm, mình cũng dẫn lên code cũng y gan như lòng vậy đó. Sức bắp cho anh em mình cũng dẫn lên code 1, code 2, code 3 vậy đó. Sức bắp mà dẫn lên code được thì dẫn giữ cho anh em mình cài bừa chiến đấu nữa. Thì trong clip hôm nay nhà Kiên Giang là cũng nói rõ về vấn đề bảo dưỡng sao, làm máy sao, thay đồ zin sao. Còn những anh em ở đây mà làm mà cái gói mà khu và neo mà thay 5 món đó, đầu nồng dên nồi số, 5 món là nó gồm này nè. Đầu nè, nồng nè, dên nè, nồi nè, số nè. Đó là hết cái ruột luôn đó. Nó gọi là 5 món đó, thì mấy cái gói anh em mua như vậy đó là anh em tốn mười mấy 20 triệu luôn nha anh em chứ không rẻ đâu. Thành ra cái máy neo zin với cái máy neo gớt á là nó chênh lệch với nhau tiền dữ lắm nha. Anh em đi mua chiếc xe gớt, xe zin anh em biết rồi. Thì mua chiếc xe gớt là anh em phải thủ tiền về zin. Mua chiếc xe zin thì thủ tiền bảo dưỡng vậy thôi. Thì bảo dưỡng là không có tốn tiền về zin, thì bảo dưỡng chỉ tốn cái gói bảo dưỡng của anh em mình mấy triệu là xong. Mấy triệu là 5 triệu nghe anh em chính xác nha. Chứ không có thay đổi. Chị nào có thay đổi em sẽ thông báo sau cho anh em mình. Thì có bảo dưỡng đó thì xe của anh Tim đó thì em cũng bảo dưỡng tốn 5 triệu vậy đó. Đó giá cả này kia cũng công khai cho anh em mình coi rồi đó, cho anh biết rồi đó. Anh em nào muốn biết sâu thêm là máy giá như thế nào thì điện em sẽ tư vấn thêm cho anh em. Thì clip nào em cũng la làng ôm sùm cái vụ giá cả này dữ lắm rồi. Đó, thành ra anh em cũng không có hoang mang. Trang mạng nhiều lắm rồi. Rồi thì cái xe của anh Tim bảo dưỡng không có gì nhiều thì ra nói cho anh em coi. Bây giờ tới cái xe mà 5 món 3 món nè. 5 món 3 món là mấy ông nội đó, mấy ông nội xanh xanh đó, phun led phun mọc đó. Rồi cho mấy anh để mở cho nên chút xíu nó coi chủ xe xài cái đó mấy món cho anh em mình coi luôn nha. Rồi cái chiếc quay này mở xong rồi nè. Quay này chút xíu nó hỏi chủ xe coi lên mấy món nha. Đồ còn mới chát nè. Chạy chưa đóng khối nữa nha. Thấy không, cái tông này chạy chưa đóng khối nè. Chiếc này thì mình chỉ giữ mấy bộ nắp rồi nè. Nắp là giữ lại, nắp không cần phải thay. Rồi cái máy này có chủ xe đi theo rồi.
chút xíu là thay mấy món quay cho mình coi cho. Cái phần review đồ của chiếc quay này đây, thì nhờ chú xe xé hết cái mâm ba cái linh tinh này đi, đang chút xíu nó vô trong máy mình đó, xé điểm còn nhiều món nhớ nha, chứ khỏi lỡ cái quên đi. Thì phu mập phu led quay đi cho 25 Thái Lan gì đến với em á, những dòng lắp ngắn đó thì anh em chỉ là một là 3 món, hai là 5 món. Thì cái chiếc xe này, cái gói này là làm 3 món là 3 món gì, ít nhất là 3 món nghe, chứ không có nửa lưng chừng mà 2 món gửi cho anh em, 2 món cũng không được luôn nha. Tại vì đặc biệt mình lên máy đã lên cho nó đúng cái ba gu của anh ta. Nè, 3 món là gì nè, nguyên cái đầu bò nè, gì hầm đủ nè, nguyên cây cốt lắp nè, đó, cây cốt lắp dài nè, chưa đâu thêm cái lòng dài nữa, đó đây, đó là 3 món đó. Thì bỏ ra nhiêu là vô nhiêu đó, nó bỏ ra nguyên cái mâm ứ hự dưới đó đó, đó đó đó, nó đồ bỏ đó. Còn cái này đồ vô, còn một số đồ cũ giữ lại. Nếu mà 5 món thì bỏ luôn bộ số và bộ nồi, còn 3 món thì giữ là 2 món này, nồi số giữ lại. Thấy vậy được chưa chủ xe? Ok hen. Thì bữa nay cũng quá ghiền rồi, coi hoài chị không nói hả? Coi ngủ không được mà sao mà chị nói? Nên là hệ ghiền nằm trong hệ ghiền là biết à, là tự hiểu à. Đó. Còn những cái hệ ghiền nào mà làm rồi đó thì coi ngủ ngon bình thường. Còn hệ ghiền nào mà coi mà chưa có làm được á, trời ơi ngủ có được. Quỷ nhà nó làm sao mà nó quá trời quay rồi nên coi hoài ngủ không được. Đó, phải xuống đây một cái mới được, ngủ mới được. Vậy đó, anh em nào mà mất ăn mất ngủ xuống đây, vô cho liều thuốc là ngủ liền, cái chân đó, ngon lành liền. Xe làm mà bị giật hoài đó, làm 3, 4 lần, 4, 5 lần, 7, 8 chỗ gì đó là không được đó. Xuống đây, giúp cho vé, gì ăn ngủ được liền, không có gì chân. Đối với em là cái hệ mà chuyên về động cơ máy này mà. Em nếu mà em là không đạt là sẽ không đạt hết nha anh em, khỏi lo. Em làm nguyên cái hệ máy này, nguyên một gốc này từ trước giờ, biết bao nhiêu ngàn cục máy rồi, nếu mà không đạt là em sẽ không đạt hết đó. Còn cái chuyện mà xui rủi là hiếm lắm nghe, nên nó nằm trong cái top là chỉ 0.01% thôi, sơ sức thôi. Cái sơ sức là nếu mấy cái máy mà đang làm một hai cũ cho anh em mình tặng dùng đồ cũ đó, 1-2 triệu đó anh em cũng chấp nhận nghe. Tại vì anh em mà tài chính em ít quá thì em lượm đồ cũ tặng cho anh em nhiều quá thì lỡ nó có sơ sức thì anh em đến với em đi không có sao, thì lượm cho khác tặng nữa. Còn anh em có điều kiện thì lại đây em sẽ thay nguyên cục như thế này đây. Không có đường nào mà cái chuyện mà sơ sức là không bao giờ có nghe anh em. Tại vì mình thay là mình làm chuyên môn mà. Chuyên môn mà cục nào ra cũng sơ sức hết trơn, chắc bán nhà đền á. Chứ không biết đâu mà tiền đâu mà đền cho nổi nữa. Thì ra đến cho em mà cái vấn đề mà phô mập, phô led anh em yên tâm đi. Thì đồ em thay cho anh em toàn là đồ Honda Thái Lan. Hoặc là Honda Việt Nam nghe. Chứ không có xài mà cái đồ của vụ mà Mayan China của Trung Quốc nghe nè. Đó. Cái này là xài cho chú xe là đồ Thái hết. Từ lòng Thái, dên Thái, đầu bò Thái, nói chung trong cái máy là em lên cái gì là xài đồ Thái hết, chứ hoàn đồ Honda Việt Nam hết. Honda Việt Nam như là thêm mấy cái món mà Gon Food và cái lật giặt này kia nè, Honda Việt Nam thôi. Thì cái xe này xài cho chú xe cái lòng Thái. Thì mấy cái lốc này tụi em rửa sạch sẽ, diệt khuẩn hết trơn rồi. Đó. Thì những cái hệ máy này anh em nào có làm thì cứ điện cho em cái đi, rồi em sẽ cho anh em cái tư vấn. Giá cả nó phù hợp với cái túi tiền anh em tới đâu thì mình làm tới đó. Thì em làm cái máy này thường thường là mút xe mâm luôn thì nó tổng tầm khoảng 20 quay đầu à. Thì những cái gói mà nó hơn 20 là những cái gói làm theo yêu cầu anh em, mà cái độ nó quyết hơn nữa. Cái đó nó nằm trong cái top mà những người khó tính nữa. Cái đó thì nó hiếm lắm. Em làm cũng 100 cục thì cũng phải có 1-2 cục khó tính gì đó. Anh em nói chung là muốn cái giá trị những cục máy anh em nó phải vượt trội hơn những cục máy thông thường em làm. Thì cái đó không nói đi. Đó là dạng hàng hiếm rồi. Cái cục máy này cho đại phú gáp đi. Thì cái cục máy, cái gói này em làm 3 món này, nhưng mà có cái bộ này luôn anh em. Bộ này kêu bằng cái bộ xử lý khí thải nè. Thì những nước mà phát triển như là đất nước mà Mỹ, Nhật, Đức, những mấy nước nào phát triển đó thì người ta phải có bộ xử lý khí thải này, người ta mới sản xuất xe ra môi trường. Thì Việt Nam mình từ từ cũng sẽ có thứ này. Thì những dòng xe ở Việt Nam mời có một số xe cao cấp có hết nha. Nói chung là những xe cao cấp là sau này nó sẽ có hết những cái bộ xử lý khí thải này hết. Đó. Những xe đời đầu thì nó chưa có, đời sau này nó sẽ có hết. Được mấy món rồi? Được quá. Này là tại vì mình thay cái này đồ cũ mình giữ là nhiều đó. Giống mà má cái này mà đem là thay nữa đi, một mâm này để nhóc đó. Đó. Để có nhiều xe nhiều đi. Xe có phát hiện cái món nào của China Trung Quốc không lấy ra nghe. Để đưa vô cái máy Made in Thái Lan của mình mà đưa máy China vô lộn xộn quýt lộn nhau à. Cô nó kỳ dữ lắm.
ra những hệ anh em mà hệ ghiền thì đến với em là không có vụ mà China vô đây đâu, giao băng thôi hoặc là Thái Lan thôi đó, chứ không có vụ mà China vô đây nghe em. Chút xíu nữa làm xong chạy cảm nhận cái nha, nhận cái coi sướng ngự không cho mấy hệ ghiền tối nay ngủ hết được chơi đó. Đó. Ở máy cho để Phú gấp đi. Thử chứ hả? Anh lên với tôi lên tôi thử cho anh ngồi làm sao? Cầm camera được không? Đưa camera cho anh cầm quy. Lên đây. Gì mà thứ? Đóng ba rồi hả? Anh cầm anh, ừ. Anh cầm sao mà anh gắt tối anh coi làm sao? Anh quay khán giả coi gan gì đó. Đó. Cắt đầu cái này. Coi lên góc nổi không? Còn lên góc nổi là ok à? Mượt ngang không góc không kêu ngang đó, các bạn thấy không đó, chắc không ngang nữa để hai lần nó bay camera lên mất tiêu à. À, số nhẹ nhàng nha, nhẹ nhàng chạy tới giờ gì mà cái nồi không hú rồi quá dữ. Quay đằng trước á, đằng trước á, đúng rồi đằng trước á, chứ mà quay như đang chạy xe quay cái mặt làm chi, đúng rồi. Dòng heo mình chỉ mới đẳng cấp được anh em ơi. Em ơi, em mười mấy năm nay mà lỡ tới em rồi, không cần làm máy luôn nè. Cái này là cái xe em bảo dưỡng rồi đó. Được rồi, máy này là đẳng cấp rồi. Số mượt mà ai. Đẳng cấp quốc tế ha. Đẳng cấp quốc tế. Em thì ở trong cái đường nông thôn với anh em. Anh em là đi xe bán tải 7 chỗ được kia, hơi bò bò khúc à. Con khúc là ra đường lớn rồi. Rồi chắc nha, kéo lên trăm coi. Kéo 40 lên, kéo lên trăm rồi là cái camera dán đất à. Máy này gọi là im như chó thở nè. Thôi trả camera cho nó đi. Ừ. Cũng đâu chạy văng cái camera luôn rồi. Má này có máy thì tình chứ. Đâu cần làm máy thấy không? Cần bảo dưỡng cái xương xương làm đẹp sạch sẽ cái là chạy 100.000 cây số bình thường. Để nhớ km nè. 67.000 cây nè. 67 vô. Ừ. Chạy lên 150.000 cây nó là máy được rồi. Được chưa? Chạy thì, chạy thêm 150.000, chạy gì nào ơi, có 150.000 là cái máy này là tới là vừa đó. Nó cốt hết rồi. À, dắt hết nó cốt được rồi đó. Đèn sáng quá em. Rồi chạy nó có khác lúc chưa làm cái gì không? Khác. Để số 3 này nó mượt hơn. Nó mượt hơn cái cũ nữa hả? À, cái cũ số 3 nó còn nghi. Nó còn y ha. Ừ. Tại vì mình bảo dưỡng là nói chung là nó trở về cái xe giống như mới là vậy.
đồ mình thì nó không mới, nhưng mình chạy mười mấy năm thiệt, người ta mới thì người ta chạy có thể hai chục, hơn 20 năm, mình đã chạy qua cái giai đoạn qua 10 năm rồi, thì mình vét nước cốt thêm chừng 4-5 năm nữa được rồi đó. Thì trong 4-5 năm đó là mình làm mình mua được xe mới rồi. Mua lúc mua là 40 mấy ngàn, 43 ngàn. Ừ. Thì ra những cái hệ mà anh em mà cứ mấy cái máy ghi này cứ bảo dưỡng đi, đừng có đi làm máy tốn tiền, làm máy làm lận tận không không trúng là còn mệt nữa, thà là mình để ghi mình chạy, nếu yếu chạy không sao hết trơn á. Ừ. Chúng nó xe này về chạy hết hết ga nè, hết ga hết số là nhóm nương nè, nhờ có nương hết trơn á. Chúc cho anh em nghe cái chiếc quay đó đó, máy nó còn đã nữa đó, khi quay mà đến nha em, rồi lên lắp còn cái nó dữ lắm, nghe thấy lực phải không? Rồi chưa? Để đây máy nghe lại cái nữa coi, tạch 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 nghe đã coi. Đó anh em ơi, thứ gì chịu nổi không? Qua chủ xe, qua nghe tiếng máy chủ xe. Ừ. Bấm bô gì coi, bấm bô coi để. Rồi. Đó. Sao quá đã, đẳng cấp của lắp dài chứ, quá đã phải không? Quá đã, bụng kính nó luôn, bụng kính luôn đó, bụng không không tắt máy rồi nè, ghê chứ đó. Không tắt máy luôn gì mới đạt. Rồi test thử cái cây, cái cây sướng người coi, cho ra lên, kêu ra lên lên. Gắn cái vít vô đây nè, vừa chạy vừa hát lại ra nha. Kẹt kẹt kìa. Tới xíu rồi. Quá nhẹ. Rồi như đó biết rồi.
hút. Chạy phê quá hát vậy. Đã. Chạy 2 mà số 3 số 4 nó giọt dù dù đã. Trời chạy camera khi nổi văn không? Chạy camera ra mất tiêu lại lên luôn. Đã nữa, chạy 2 thì chạy mình đã luôn. Chạy cái lần nhất thứ 2 đi còn giữ nữa. Quay cho anh em coi thương cái cây. Vậy là cảm nhận chỉ có đã thôi hả chứ có gì chưa hả? Cảm nhận có khác gì lúc mà cộng như đó thôi. Rồi cho anh bạn chạy thử coi. Thử coi nè, dùng thể ghiền lại đây đi, tập cho ghiền 51 còn mua xe là lên nè, tốn tiền chơi nè đó. Đó kêu cò chúng ta gà cò lên cái trời, lên dốc chạy từ từ trời lên dốc làm quá làm gì, vừa làm quá rồi. Nhất thứ 2 đã nữa. Ừ, nhất thứ 2 thì còn đá nữa. Chạy nó về đường cây số không? Không. Không đường cây nữa hả? Chút xíu chạy về kiếm chỗ nào kéo maximum nhé. Ừ, chứ có camera ngồi sao sao cho kéo, của kéo văng đắt luôn lại tới luôn á. Chút ra đường trường mới được. Ừ, làm có máy tiền công nữa, tiền lợn có nhiêu đâu văng cái điện thoại lên rồi xong. Tốt mà mấy cũ. Vì ta chỉ biết đã thôi ha, chứ có gì hơn ha. Ừ. Đi chạy là hết xạo bị bãi rồi. Hết lo vấn đề mà ba cái bánh xe mũ lụ đạn này kia văng hết trơn rồi đó, chạy xe mà ba bánh xe mũ rồi bánh cái xe lồng bánh xe gì đó hư hoài đó chết luôn, lên đây đến với em là mấy cái đó không còn nghe, nên cũng lo cũng đẹp nữa. Để cho anh cái anh này cho anh Tê này cảm nhận coi sao anh Tê kéo anh bựng bựng lên dữ lắm hả? Lên hơn chiếc neo mình nữa hả? Lên chiếc neo nữa ta mấy đồ mới nó khác, đồ mới nó khác thiệt chứ, bởi vậy còn mới nó còn bót gịch ha, quá sướng. Đồ cũ hết bót rồi anh em ơi, hết gịch rồi, cái này mới sướng nè. Đó anh em coi cái khi tụi em lên kìa, đặc biệt mấy cái xe này là em sau này nâng cấp lên bộ xử lý khí thải cho anh em. Anh em nào thì không xài bộ xử lý khí thải thì em không gắn, nếu anh em mà muốn ngon là em gắn bộ xử lý khí thải luôn, sau này mình anh em có kiểm định này kia đó để cho nó đúng ru luôn. Đây nè, bộ xử lý khí thải nè, đưa vô cho đúng ru, cảm biến này kia nè, đúng vị trí hết trơn nha. Chứ mình không có làm bậy bạ nè, đúng gì vậy? Cao ra bên kia coi. Đó, còn phải mình phải cái co này nó phải xài gì mà được chứ. Những anh em lúc trước lại em không có xài cái vụ quỷ này nha, sau này em mới làm vụ này thôi. Ra cái máy mình nó đã dữ lắm nha nè. Không phải mà riêng cái xe nào đâu, em lên không gài nhiều lắm anh em. Biết bao nhiêu chiếc rồi. Mà tại sao mà cái dòng này á mà FI á mà chạy lên nó không có góc máy, không có gồng máy. Tại sao mà FI này á chạy nó không có gồng máy, không có góc máy? Tại vì cái cải cách đời sau của kỹ sư người ta sản xuất ra chiếc xe cho anh em mình, nó xe này xe mới nha anh em, xe này xe mới đây chứ không phải xe dọn nha. Trong xe này trong cửa hàng ra. Thì từ cái FI rồi cái cảm biến xử lý tiết kiệm xăng. Nói chung là trong cái con xe này nhiều cái hay lắm. Mà khi anh em mà lên cái máy được cái lắp dài cái nữa, lên lồng dài đầu bò dài cái nữa, rồi thêm bộ xử lý khí thải cái nữa, nó thành ra nó áp dụng cho cái xe này nó còn không có gì mà để chê được. Nó là gì đó thì nhiều anh em chạy nói chung là cảm nhận rất là đã rồi, thì em lấy những cái thứ đã của anh em nè lên cho anh em mình chạy nó mới đã thôi, còn đưa những cái thứ đồ không đã vô cho anh em chạy nó cũng đâu có đã đâu. Thành ra là gì đó, thành ra đồ của người ta là đồ tối tân không à, chứ không phải mà đồ mà đồ Việt Nam nữa. Anh thấy là bộ xử lý khí thải nè, tàu nồng nè, dên nè, nói chung là những đồ bên trong là mình lên tàng là anh em đồ mới đi Thái Lan hết, chứ không phải là mấy cái đồ lô, cái chạy nó đồ nó đã từ cái chỗ đó đó. Anh em ghiền là sướng là vậy đó, anh em nghe cái máy thôi đã ấp phê rồi. Trời này đang mưa luôn nè, chút xíu là phơ mưa ấp phê đấy nè, bơm xăng é luôn đó. À trời ơi, gà còn cái đệ ơi, kêu còn rồi, dẫn vô gà còn đi. Anh em nghe tiếng máy này tao cự chết. Vô chính còi đi. Mấy đệ đó là chưa có gà chỉnh cho anh em. Đó.
thành ra giờ đưa vô gà cò cái nó rửa là cho chủ xe lên đường thôi, còn như đó rồi có máy nói chung là đã rồi, tả hoài anh em nó cũng đã là đã, dùng cái thứ không đã rồi anh em tả tới sáng bây giờ cũng không đã nữa, là gì đó, cái gì đẳng cấp là đẳng cấp à, còn cái gì tệ là nó tệ à, anh em phải biết nha, nó đẳng cấp anh em xài hoài là gọi là đẳng cấp rồi, cho nó gà cò với vệ sinh chưa có gì hết trơn. Những cái máy này thì có máy là hồi nãy là anh em thấy mới bảo dưỡng thôi đó, mà tôi còn đã cái này đây, rồi có máy mới đó còn đã dữ nữa. Trên này đây bùm bô, anh tay tay bùm bô coi, bùm bô coi, ừ nó gì mới được rồi, rồi buông bô ơi, buông bô ơi đó, cái này là huyền thoại rồi anh ơi, cái này huyền thoại rồi, không có những anh em phụ mặt wallet đừng có bị huyền thoại đẳng cấp rồi, thành ra tao bùm bô tao đâu có nghe được cái gì đâu. Anh tên gọi là dế kêu tên hả, gì quên rồi ta, cái gì à, anh tim tim tên ác rồi chứ. Tim là cái này đúng không? Đúng rồi. Ờ à, tim tim. Tim mà nghe được đọc T hoài à. Để trong Zalo có T không à? T à. Ờ gì để tim đăng quang cho người ta nhớ. Để thêm trái tim luôn. Ờ thêm hình trái tim vô là nhớ liền. Ừ. Gọi TT hoài cái quên. Thành cho mình để chút xíu nữa gà vô nữa, cái xe này chút nó xíu về chạy bình thường nha. Cái mình bảo dưỡng mà cứ mút xong bông đi, được chứ. Rồi tiễn cho hai hệ ghiền về An Giang. Hệ thì Long Xuyên An Giang, một hệ thì Châu Phú An Giang. Nó đến An Giang không à? Vậy là gì cùng đường hả? Hai ông đua cái coi nha. Thắng thua làm sao báo tôi biết coi, đặng tôi còn ấy nữa. Phân giải cho. Ở cái đồ đâu? Đồ đâu? Đồ cũ đâu? Cũ đi về cho mấy cái hệ người ta cày bừa trời để bỏ uống để đây bỏ hệ này tôi bán cho chai không đó. Đừng vô yên nè, cái yên này đừng lâm hết nè. Có rồi đó. Nhét vô coi cái này đừng có thùng bia lắm. Coi hết không? Hết mà. Cái mùa này chút đen trước đi, có mắc mưa là bận vô liền. Có bự dữ. Bự lắm trời trời. Đừng có thùng bia lắm đó. Em nghe lại cái máy coi, nãy nó chỉnh cò chưa đã. Đó. Vậy mới đã chứ. Đẳng cấp. Coi đi. Quá đã anh em ơi. Chiếc xe nghe là chiếc xe còn còn cái gì mà bàn hết chứ. Chạy lon nhất thứ hai đi anh em, mà nghe cái tiếng đầu tua máy của nó. Cháo mưa. Thấy không, cái cốp ta đựng đồ thấy ghê chưa? Đây nè, nguyên cái nãy là dục hết chân đây luôn nè. Cái này là lợi thế chứ ha. Đó lợi thế lắm. Lợi thế gì đó đó. Nè anh em là đựng được thùng bia là một nè. Cái ngồi đi đường xa là thẻ là hai nè. Để đồ nó dở đồ đi xa rồi cũng tìm. Lội nước đó là ba nè, tiết kiệm xăng nó là bốn nè, rẻ tiền nó là năm nè. Mua cái xe ba mấy triệu à, mới chát luôn đó, thứ gì chưa nổi không đã gì đó rồi gì á, rồi thẳng tiến tới nhà cái alo cho hai cái nha, không câu đai không nương nha, chạy đua cái cây rồi coi qua trăm nổi không. Về tới với bệnh nhắn tin cái được rồi, rồi lên dốc mướt ngược liền. Đâu rồi anh kia, đâu rồi tiêu rồi. Giọt rồi. Rồi còn quên gì không nha. Rồi đó nón lên giọt theo. Chấp đi, chấp phù hợp cho chứ đi. Mình phu neo dữ hơn mà. Rồi cảm ơn em nhiều nha. Rồi làm lấy tiền cảm ơn nó, trời đã quá. Vậy là bển này nhắn tin cho hai cái được rồi. Quá đã, quá đã. Quá đã. Ai làm đúng. Giờ trái bứa gì ăn nắm chua nè. Lấy cái bọc vô hái. Dạ. Ừ. Bẻ được không? Nấu cái này ăn nấu canh chua ăn đã lắm. Mấy đứa tao rồi mấy quy ra hái cho anh bọc bữa coi, thì ra hái cho anh mấy chiếc bữa anh về nó chua coi, lấy cái bọc cái nè, lấy cái bọc hiếm có, lấy cái bọc đó bọc chạy cái bọc nó đựng được rồi, vài trái là nấu chua thấy bà rồi, nó chua dữ lắm. Ủa cái nồi nồi chua canh chua nhỏ là cái trái này là đủ rồi nè, hiếm có trời đàn ơi. Tao mới gặp cặp hàng 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 độc, hàng độc. Ừ nói chung là hơi bị hiếm có nha. Hiếm hàng, hiếm hàng. Tại cái này ít ai trồng này lắm. Bởi vậy cái này nó dạng là cây rừng. Cây rừng. Quán mẹ đệ ơi, kiếm cho anh vậy.
xét rồi. Rồi, lên đường. Lên đường. Cho nó gọn gàng vô. Đó, nặng mình lái nó dễ. Đừng bối quanh đây. Xe này hết ga hết số nghe, không coi đây nghe. Okay. Giết cửa thôi chứ mà học đi, nó bỏ mình nó về nửa tiếng rồi. Rồi, chào bánh ngang nha. Rồi, phút trước liền. Rồi, tiễn cho hai anh trai về khu vực An Giang hết. Anh em nào ở khu vực An Giang nhớ ủng hộ em các anh em. Thì hôm nay nhà Kiên Giang thì làm cho một cục máy cục mập flex đó quý vị, thì cũng có khọt bọc đó, với cái bảo dưỡng cục máy cho anh Tim thì bảo dưỡng lại thôi. Thì những cái gói nhà làm máy bao nhiêu tiền nãy giờ có trong clip hết trơn đó anh em, là có coi sao đó mình coi lợi nha. Khi anh em mấy hệ mới thôi, còn những hệ cũ mà trước đây giờ thì anh em đã nắm giá rồi. Thì những cái hệ mà coi sao này chưa có biết em nhiều đó, em có báo giá bảo dưỡng nhiều, rồi làm cài bừa bao nhiêu, rồi làm công khai giá cả thì gì trong clip á, anh em có chưa coi mình coi lại. Nhà Kia hay nó nhiều clip kế tiếp anh em. Ba chào anh em nha. Video của Nhàn đến đây đã hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem và theo dõi. Nhớ cho Nhàn một like và một lượt đăng ký nhé. Hẹn gặp lại mọi người video kế tiếp.